Và tiếp theo là bản tin cho hay về việc Mã Lai tăng cường võ trang để đề phòng Trung Cộng. Phần tin chi tiết Bảo Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, bản tin cho biết là bị Trung Cộng lấn lướt tại Biển Đông thì Mã Lai đã kín đáo phòng bị. Ngoài mặt thì Kuala Lumpur không có những tuyên bố hung hôn, nhưng trong thực tế lại tăng cường võ trang với sự giúp đỡ kỹ thuật của Hoa Kỳ. Theo tiết lộ của Nhật báo Úc The Australian, số ra ngày hôm nay, một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của chiến lược đề phòng Bắc Kinh của Mã Lai là việc thành lập lực lượng thủy quân lục chiến và kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân chỉ cách vùng bãi đá ngầm James Sho thuộc Trường Sa, 100 số và bị Trung Cộng nhòm ngó. Cho đến nay, thì trong số các quốc gia Đông Nam Á bị Trung Cộng tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, thì Mã Lai là nước luôn luôn giữ thái độ mềm mỏng để khỏi gây tổn hại cho quan hệ kinh tế rất là tốt đẹp giữa hai bên. Thưa quý vị, Kuala Lumpur hầu như đều im lặng trước các hành động quyết đoán của Bắc Kinh kể cả khi bị Bắc Kinh khiêu khích. Hành động thô bạo nhất của Trung Cộng đối với Mã Lai xảy ra vào tháng 3 vừa qua, khi mà Hải quân Trung Cộng cử một hạm đội hùng hậu bao gồm tàu đổ bộ của tỉnh Cương Sơn cùng nhiều chiến hạm khác đến tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn gần bãi James Shaw, ngoài khơi bờ biển phía nam của tỉnh Sarawak thuộc Mã Lai, nằm ở phía bắc của đảo Borneo. Đây là một bãi cạn nằm ở cực nam của Biển Đông, thường được gộp chung vào quần đảo Trường Sa, chỉ cách Sarawak của Mã Lai khoảng 80 cây số, được Mã Lai tuyên bố chủ quyền nhưng lại bị Bắc Kinh tranh chấp và xem đấy là vùng cực nam của lãnh thổ Trung Cộng. Kính thưa quý vị, theo như tiết lộ của tuần sang quốc phòng Janice Defense Weekly về phương diện quốc phòng thì Kuala Lumpur đã có phản ứng dứt khoát. Nguồn tin trên cho hay, mới đây, Mã Lai đã loan báo việc thành lập một căn cứ hải quân mới tại thành phố ven biển Bintulu thuộc tỉnh Sarawak, tức là cách bãi cạn Jamshore bị Trung Cộng tranh chấp không đầy 100 cây số. Mục tiêu của lực lượng đồn trú tại căn cứ này là bảo vệ khu vực, cũng như là nguồn dự trữ dầu khí quốc gia trong vùng. Mối đe dọa trung cộng trên James Shaw không được nói ra, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mã Lai Hisamuddin Tun Hussein đã tiết lộ việc quân đội sẽ thành lập tiểu đoàn thủy quân lục chiến đầu tiên của mình. Đơn vị mới này có đồng cốt là lính nhạy dù và thu nhận thêm người từ lục quân, không quân và hải quân. Chính quyền Mã Lai đã nhờ Hoa Kỳ giúp đỡ trong việc thành lập lực lượng thủy quân lục chiến trong vấn đề huấn luyện cũng như là trang bị. Kuala Lumpur muốn mua lại một số thiết bị mà quân đội Mỹ sẽ không dùng tới sau khi triệt thoái ra khỏi Afghanistan. Bên cạnh đó, Mã Lai cũng dự trù là sẽ mua lại trực thăng tấn công sử dụng trên biển, chẳng hạn như là loại Apache hay Super Cobra của Mỹ hay là loại Tiger của tập đoàn châu Âu Eurocopter. Kuala Lumpur cũng tìm mua một chiếc tàu đậu bộ mới, thay thế cho chiếc duy nhất của nước này đã bị cháy cách đây 4 năm giới quan sát đã gắn liền hai quyết định lập căn cứ hải quân mới tại bintulu và thành lập đơn vị thủy khu lục chiến của mã lai với hàng loạt các vụ tàu hải quân và tuần duyên trung cộng xâm nhập vào vùng biển mã lai ngoài khơi biển đông mã lai và vùng quần đảo trường sa dù không phản đối công khai như việt nam hay phi luật tân nhưng rõ ràng mã lai đang hết sức quan ngại trước các hành động của trung cộng tại biển đông một biểu hiện khác thể hiện thái độ lo ngại đó là việc Kuala Lumpur đã cho tăng cường các cuộc tuần tra trên vùng biển có liên quan. Ấn Độ ủng hộ Philippines luật tân trong vụ kiện đường lưỡi bò trung cộng, thưa quý vị tin từ Manila. Và lúc Thủ tướng Ấn Độ Mamohan Singh công du trung cộng với những lời lẽ hòa dịu, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid viếng thăm phê luật tân để đẩy mạnh hợp tác quân sự song phương. Tại Manila vào ngày hôm qua, thì Ngoại trưởng Ấn Độ đã không ngần ngại tuyên bố hoan nghênh sự kiện phi luật tân yêu cầu Liên Hiệp Quốc làm trọng tài về tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với Trung Cộng. Theo báo chí phi luật tân, thì ông Khurshid đã bày tỏ hy vọng rằng vụ phi luật tân nộp đơn kiện Trung Cộng sẽ là một điều hữu hiệu. Ông nhắc lại lãnh Độ đã tuyên bố rõ ràng quan điểm ủng hộ quyền tự do sử dụng các tuyến hàng hải và tất nhiên là luật pháp quốc tế cũng như là công ước liên hiệp quốc về luật biển UN -class, phải là cơ sở cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp khi phát sinh. Thưa quý vị, Trung Cộng hiện nay đòi hỏi 80% diện tích Biển Đông mà họ đã khoanh vùng trong một tấm bản đồ. Chín đường gián đoạn được gọi là đường lưỡi bò. Bất chấp tuyên bố chủ quyền của bốn nước Đông Nam Á là Việt Nam, theo luật tân Mã Lai, Pune cũng như là Đài Loan, theo phê luật tân đường lưỡi bò mà Trung Cộng vẽ ra, không hề có cơ sở pháp lý theo Công ước về luật biển 1982. Trung Cộng đã bác bỏ đơn kiện của phê luật tân, nhưng thủ tục tại Liên Hiệp Quốc thì vẫn tiếp diễn. Tòa án về luật biển Liên Hiệp Quốc IT Class, đã chỉ định 5 thành viên của các trọng tài vẫn định lịch trình sự kiện. Trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường cô lập Manila để buộc nước này rút lại đơn kiện, tuyên bố ủng hộ của một cường quốc nhẫn độ đã được báo giới phê luật tân nhiệt liệt chào đón. Trở lại với bản tin từ Việt Nam, hai giáo dân Hoa Kỳ. Thưa quý vị, hai giáo dân Mỹ Yên đã bị tuyên án tù vì gây rối trật tự công cộng, bản tin từ Nghệ An. Tòa án Nhân dân Nghệ An đã tuyên án tù hai giáo dân giáo xứ Mỹ Yên, giáo phận viên ông Ngô Văn Khởi và ông Nguyễn Văn Hải, với tội danh gây rối trật tự công cộng trong công vụ xảy ra vào ngày 22 tháng 5. Ông Khởi bị kết án 7 tháng tù, còn ông Hải lãnh 6 tháng tù. Thời gian thi hành án tù từ ngày hai bị cáo bị bắt tạm giam ngày 27 tháng 6 cho tới nay. Gia đình của hai ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải đã không đến dự phiên xử. Một phần là để tẩy chay phiên xử mà họ cho là bất công. Một phần cũng là vì họ không nhận được giấy thông báo ngày xử. Thân nhân của hai bị cáo cũng như là các giáo dân khác tại Mỹ Yên vào ngày hôm nay đều ở nhà để cầu nguyện cho họ anh Ngô Văn Nhất là con của ông Ngô Văn Khởi cho biết gia đình anh không đồng ý với bản án nói trên vì bố anh không có tội gì mà lại bị bắt và bị ép cung như vậy. Anh Nhất cũng cho biết là trước khi diễn ra phiên xử thì anh có nghe tin nhà cầm quyền Nghệ An đã nói với các đức cha giáo phận Vinh là họ sẽ chỉ xử cho có lệ và sẽ thả hai bị cáo ra 10 ngày sau đó. Nhưng ngày hôm nay thì khi nghe kết quả xử án, gia đình của anh rất bất bình và bản thân của anh thì lo cho sức khỏe của phân phụ mình vì ông Ngô Văn Khởi này đã gần 60 tuổi. Hai người này bị công an bắt cóc trong lúc mà đang đi trên đường để trả thù cho việc giáo dân giáo xứ Mỹ Yên đã bắt giữ những công an chìm đến giáo xứ của họ để làm mật thám. Khi giáo dân kéo đến đòi thả người, thì công an đã đưa ra một lực lượng hùng hậu đến đập tàn nhẫn các giáo dân đưa đến những vụ biểu tình phản đối, thấp nến, hiệp thông trên khắp các giáo xứ tại Việt Nam, có nơi lên tới hơn 50.000 người. Phiên sự Đinh Nhật Uy mở màn chiến dịch tuyên án các bloggers vì điều 258. Thưa quý vị, tin từ Long An, phiên tòa mở màn cho chiến dịch xét xử các bloggers vi phạm điều 258 Bộ Luật Hình sự, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước sẽ khai diễn vào thứ ba tuần sau, khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ đưa Đinh Nhật Uy là anh ruột của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha ra tòa. Gia đình blogger Đinh Nhật Uy vừa gửi thư đến các cơ quan ngoại giao, truyền thông và nhân quyền quốc tế mời gọi mọi người tham gia phiên xử mà nhà nước gọi là công khai tại Tòa án Nhân dân của tỉnh Long An. Thưa quý vị, bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nhật Uy, nói rằng bà đã nộp giấy xin tham dự phiên tòa mà tòa án vẫn chưa trả lời. Bà đã gửi giày và quần áo cho con của bà mặc ra tòa. Họ trả lại giày, không cho con của bà mang giày và không cho con của bà bỏ áo vô quần khi ra tòa. Tính tới ngày phiên xử diễn ra, Đinh Nhật Uy bị bắt giam đúng 4 tháng rưỡi. Bà Liên cho biết là cuộc thăm gặp Đinh Nhật Uy gần đây nhất diễn ra vào ngày 15 tháng 10. Thưa quý vị, Đinh Nhật Uy tuyên bố hai anh em sẵn sàng chấp nhận làm hai nước thang cho mọi người bước lên trong cuộc đấu tranh này. Sau khi em trai Đinh Nguyên Kha bị bắt giữ, Đinh Nhật Uy đã dùng phương tiện truyền thông xã hội như là Facebook để đánh động sự quan tâm của công luận lên tiếng chỉ trích bản án bất công và kêu gọi bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu chính kiến tại Việt Nam. Đinh Nhật Uy bị bắt giữa tháng ta 6 năm nay và là người bị bắt sau cùng. Trong loạt bắt giữ liên tiếp, bà Bloggers bị Hà Nội cáo buộc cùng tội danh vi phạm Điều 258. Cáo trạng nói rằng Đinh Nhật Uy xúc phạm đến các tổ chức cá nhân thông qua việc phản bác phiên tòa buộc tội Đinh Nguyên Khà và có hoạt động chống đối nhà nước cáo trạng còn bao gồm tội trả lời các đài báo nước ngoài và lên án bản án của em trai Đinh Nguyên Khả là phi lý, đi ngược lại các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký với thế giới. Thưa quý vị, Human Rights Watch theo dõi sát phiên sự sắp tới của Đinh Nhật Uy theo những nguồn tin từ Bangkok. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho hay rằng đang theo sát phiên sự sắp tới của Đinh Nhật Uy. Ông Phil Robertson, là phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch, khẳng định Đinh Nhật Uy không có tội gì để bị xử. Nhà cầm quyền Việt Nam nên bỏ cáo trạng và phóng thích Uy ngay lập tức. Phiên xử Uy là một phần trong chiến dịch đàn áp tiếp diện của Hà Nội nhắm vào những người chỉ trích nhà nước và tổ chức này cho rằng Hà Nội nên chấm dứt hành động tùy tiện vi phạm quyền tự do căn bản của con người, trong đó có quyền tự do bày tỏ ý kiến. Ủy ban chống bắt giữ tùy tiện thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết blogger Đinh Nhật Uy bị bắt vì thể hiện quan điểm là vi phạm quyền căn bản của con người, quyền tự do, ngôn luận. Luật sư Hà Huy Sơn đại diện pháp lý cho blogger Đinh Nhật Uy trong phiên tòa sắp tới, kêu gọi sự quan tâm hỗ trợ của mọi người, nhất là giới luật sư đối với vụ án của Uy để bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý. Luật sư Sơn giải thích, từ vụ án này, từ đây thì người ta sẽ xác định cách đối xử đối với các blogger tiếp theo. Việc xét xử tội theo điều 258 không rõ ràng, dễ xâm phạm vào điều 69 quy định quyền tự do dân chủ của công dân trong hiến pháp của Việt Nam, dễ xâm phạm điều 19 công ước quốc tế 1966 về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết vào năm 1982 và nó cũng dễ xâm phạm điều 19 của tuyên ngôn nhân quyền liên hiệp quốc 1948. Đó là những điều căn bản với các vụ án xét xử điều 258 mà ông thấy cần quan tâm. Trang Facebook của Đinh Nhật Uy, chứng cớ chính khiến của blogger này, cũng đã bị buộc tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Có ghi rõ tôn trị của chủ nhân là không quan tâm tới chuyện chính trị, mà chỉ lên tiếng vì công lý, bảo vệ em trai Đinh Nguyên Kha. Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam sửa đổi hiến pháp để bảo vệ nhân quyền. Thưa quý vị, bản tin từ New York. Trong một bức thư đề ngày hôm qua gửi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Quốc hội Cộng sản Việt Nam bảo đảm cho bản hiến pháp sửa đổi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Ngày hôm nay thì các đại biểu Quốc hội Việt Nam bắt đầu thảo luận về bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Bản dự thảo hiến pháp này theo dự trù sẽ được thông qua vào cuối kỳ họp lần này. Trong bức thư nói trên, tổ chức Human Rights Watch cho rằng các đại biểu Quốc hội Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử và bất chấp các yêu cầu của Đảng Cộng sản đang cầm quyền, họ nên sử dụng thời cơ này để mang lại thay đổi có ý nghĩa cho một hệ thống hiến pháp và pháp luật mà cho tới nay vẫn cản trở một cách có hệ thống những quyền cơ bản của người dân Việt Nam. Trong bức thư gửi Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam thì ông Brad Adams, giám đốc Á châu của Human Rights Watch biết rằng đây là cơ hội duy nhất trong cả một thế hệ để thay đổi hiến pháp Việt Nam sao cho các quyền tự do cơ bản của người dân được bảo đảm, ví dụ như là quyền kêu gọi dân chủ hay là quyền thành lập các công đoàn độc lập và các tổ chức chính trị độc lập. Ông Adam kêu gọi các đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam không nên chỉ thực hiện những thay đổi nhỏ đối với một hệ thống pháp lý mang nặng tính đàn áp mà cần đáp ứng các yêu cầu của công chúng và tiến hành cài tổ hiến pháp một cách cơ bản. Tuy nhìn nhận là bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 có một số tiến bộ, nhưng theo Human Rights Watch, trong văn bản này thì còn nhiều điều khoản loại trừ và những kẽ hở pháp lý khác nhau làm suy yếu đáng kể những nội dung về các quyền cơ bản như là quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội. Bức thư của Human Rights Watch nhấn mạnh để thực hiện được một chương trình cải tổ thực thụ bảo đảm các quyền tự do và nhân quyền cơ bản bàn hiến pháp phải đáp ứng được các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của việt nam với tư cách là một quốc gia thành viên của các công ước hiệp ước quốc tế về nhân quyền đồng thời bảo đảm khả năng thực thi pháp lý của các điều khoản đó trong lãnh thổ việt nam Thưa quý vị, bản hiến pháp cần có các điều khoản quy định rằng bất cứ sự hạn chế nào đối với nhân quyền và quyền tự do chỉ có thể là điều kiện cần thiết cho một xã hội dân chủ và không cho phép các cơ quan nhà nước hay là tòa án được vi phạm các quyền con người đã được quốc tế công nhận. Vừa rồi là một số các tin tức từ Việt Nam. Khi trở lại, chúng tôi sẽ gửi đến quý phần tin từ Hoa Kỳ liên quan đến cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên về chức thị trưởng ở New York cũng như là một phóng sự tại Philadelphia. Mời quý vị cùng theo dõi số phần thông tin thương mại của đài.